Ơi, Rồi. à, nói chung là hổng gài á, khách cứ vô là cứ me me cái này không mà hỏi cái này cái gì, em nói cái mai tàn á. Trời ơi, nó mai tàn gì dữ Cái à. cây Là này cái này nó đẹp thiệt Duyên ơi. thật sự là bình lợi nha cô chú anh chị. Đây em đang đứng từ trên cao quay xuống nha cả nhà, cây quá đẹp rồi. Phải nói cái phân tàn của nó là em kiếm không có ra cây thứ hai nha cô chú anh chị. Phân tàn dữ dằn luôn ha, Thiệt cây này luôn á. nói chung là quyết nha Và cả đặc nhà. biệt là theo chia sẻ của Duyên cô chú thì cây này là cái cây dạng là lấy bo từ cây mẹ về ghép nha cô chú anh chị, Dạ. nên mình cứ yên tâm về chất lượng giống nha. Rồi bây giờ thì em sẽ phi xuống cả nhà. Em phi xuống nha cô chú anh chị mình. Quy xuống Rồi. cho cô chú anh chị mình xem được cái cốt ghép rồi ha chị Nốt Ngân, nụ đục bằng cái lụ rồi phơm dữ lắm tàn luôn. ha. Phải nói là cái nụ nó đẹp cả nhà. Cái này mà tối chút xíu nữa là nụ nó nổi sáng giới ra luôn cả nhà. Ô nè cô chú. Khủng khiếp nha cả nhà. Nói chung là dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay em đang có mặt tại vườn mai của Linh Giang, cô chú anh chị tiếp tục giao lưu với cả nhà mình một số cái mặt hàng mai chưa tới cô chú. Cụ thể là hàng mai hàng liền cốt già mùa cô chú anh chị ơi, hàng mai ghép cốt nhớt ha. Cây giá cực kỳ yêu thương cho cả nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mong là cô chú anh chị mình xem đến cuối clip và chọn được những cây thật ưng ý, những loại thật ưng ý nha cả nhà, về làm phong phú thêm khu vườn nhỏ của mình ha. Thì trước tiên là bên vườn sẽ lên một số cái mặt hàng mai gốc nhớt, sau đó là sẽ lên một số cái mã số mai siêu bông mình loại bự để giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi em xin phép vào clip luôn nha cô chú anh chị. Rồi chị chào Duyên Duyên ơi. Dạ em chào chị Ngân nha, em chào cô chú anh chị mình đang xem kênh Phúc An ha. Thì hôm nay em cũng quay trở lại để giao lưu với cả nhà mình nha cô chú anh chị. Rồi. Thì số điện thoại giao lưu của em là 0365 938 100, địa chỉ vườn là Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Đáp, Bến Tre ha. Rồi. Thì bây giờ em sẽ vô cái mặt hàng đầu tiên. Này là siêu bông Sài Gòn chị Ngân ơi, ghép Rồi, gốc Sài nhớt. Gòn gốc nhất. Nè cái này là phơm lùng. Hôm về hàng cái này là cũng gọi là nó già mùa nha cả nhà. Ừ, cái này có củ đế hết trơn, nút nụ dữ dằn luôn chị Ngân. Ừ. Thôi nụ nút nè, ghê Nụ chưa? lên rất là ổn nha cả nhà. Ôi quá trời nụ luôn. Hàng Nè. gốc nhất nha cô chú anh chị. À gốc nhớ. Cây củ đế quá đẹp nha cả nhà. Cây nào cũng có củ nha cô chú anh chị, nói chung là nó cũng đa dạng cả nha. Ừ. Rồi, cái này là mình giao luôn sao này Duy? À cái này là 90.000 một cây chị Ngân. Ừ. Thì chiều cao em lấy tầm tung là ví dụ như cây lụng vậy nè. Đâu rồi, cái cây lụng tè luôn. Để em đo thử rồi. Tầm tung chắc là tầm khoảng 30 hả cả nhà. Đúng rồi, cây này cao 35. À, mình lấy 35 mình lấy lên nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, cây như vậy thì hoành gốc thì cỡ 4 ngón tay hay bỏ ngón út ra ha. Chứ em thấy nó nằm 3 ngón tay giữa lên ngón cái là nhiều cả nhà. Rồi 90 ngàn cây, hai cây gửi hàng, ba cây bao phí. Đây của chú anh chị mình ha, chiều cao tính trung bình 30 ăn lên nhà em cả nhà. Rồi, hai cây gửi hàng, ba cây bao phí, đó Dạ. là cái loại đầu tiên ha. Rồi Kế bên đến. đây thì em cũng có giỏ siêu bông mình lại luôn, cũng đồng giá 90 ngàn nha chị Ngân. Rồi, Ờ mình cái lại. này thì sáng giờ mà nó bị rủ à. Ồ, cái cánh nó đẹp quá cả nhà, nó cúp cúp vô ha, thấy Ừ. cưng ghê của chú. Và hàng này là hàng già mùa của chú mình coi nó muốn liền cốt hết thì cả nhà, cảm Ừ, chị gì. cái này là nút nụ ghê gớm luôn nè. Rồi, mặt hàng này là mặt hàng siêu bông bình loại của chú anh chị mình Ừ, ơi, cô cái chú anh này chị. em đang ép chậu C6 ha. Ừ, nút nụ quá trời luôn ha, và đặc biệt cây già mùa của chú anh chị uốn dáng long luôn nha. Dạ. Hàng này mình chơi Tết cũng khá ổn nha cả nhà, Rồi cái lấy này bo lấy giống là ok. chiều cao thì em lấy cũng cỡ 35 mình lấy lên nha chị Ngân. Ừ, Nói 35 chứ lên. 35 chứ nhiều khi nó cao hơn không à cả nhà. Cái hàng này thì củ đế đa dạng nha cô chú anh chị, chứ Ừ. nó không phải nó không có đẹp như cái Sài Gòn nha cả nhà. Em Rồi. cũng nói luôn ha, nó không có đẹp như Sài Gòn cả nhà mình ơi. Cái này lâu lâu được cây nó quấn đế khéo khéo này nha cả Dạ, nhà. nói chung là nó cũng có củ đế trơn à. Ừ. Mà nó là đế đa dạng, cái này là cũng đồng giá 90 luôn, giỏ siêu bông mình loại này ha. Đây cô chú chị khúc này ha cô chú, siêu Dạ. bông mình lại luôn. Rồi. Rồi cái này cái bên này em cũng có nhị ngọc toàn luôn chị Ngân. Ngọc toàn cũng già mùa cả nhà, hàng này lấy bo là vô tư ha. Đó, nút Này nụ chơi nút Tết nụ nó chơi cũng có Tết lai nhóc rai luôn nha nè, cả nhà. có Nè. một hai cái nụ Hoa xăm. gió à. Ừ, cho cô chú anh chị mình về Tết mặt hoa luôn ha. Rồi cái này cũng 90 luôn, cô chú anh chị mình muốn lấy cái nội nào cũng được ha, miễn hai cây là gửi hàng, ba cây bao phí ha. Đây cả nhà, ngọc toàn cẩm ngọc toàn lá xanh. Đây cô chú anh chị mình ha. Rồi, qua mặt hàng tiếp theo đi Duy. Rồi giờ qua bên đây luôn nha chị Ngân, qua bên đây cũng là giỏ siêu bông mình lợi mà cái hàng này gốc nhớt nó nằm trong cái chậu một tấc rưỡi Rồi lắm lên. nè cô Rồi, chú chị. tắt gửi là cái Nè này. nó thuần chậu nó bó bầu vậy nè cả nhà. Cây này thì cũng rất đẹp nha cả nhà. Dạ đúng rồi, cái này là nó có củ đế hơn ha. Cái này Ờ là này nút nụ ghê gớm lắm luôn á, nè cô chú anh chị, nó thuần chậu cả nhà. Cái này đi là duyên duyên bỏ bó chậu lại bầu. phải Dạ đúng rồi, tại vì cái chậu này giờ nó nứt căng căng hết trơn rồi chị ơi. không? Rồi, chậu này là chậu tắt rưỡi nha. Nè, Đây cô chú anh chị. nè cây nào cũng có củ đế trơn ha. Này cao thì tầm tung cái cỡ 40 á lấy lên á. Đây thì Gặp có hai chi chậu tàn này được đi. ha.
Cây cặp này vậy chỉ có 300 là em bao phí hết cô chú anh chị. Rồi, siêu bông mình lại cả Dạ, nhà. một cây em gửi hàng nha cả nhà. Rồi. Hàng chơi Tết nha cả nhà ơi, lấy ba Rồi, cũng được kế bên đây cũng là mặt hàng quen thuộc luôn hết cô chú anh chị. ha. Cái này là giảo Phú Tân. Rồi cái này là giảo siêu nụ. Rồi. Em cũng đồng giá 150 một cây. Cái này siêu nụ nè chị Ngân, mà là nó làm như nó lên chuỗi luôn á chị Ngân. Nè. Quá Đây trời cô chú anh chị. ha. Đó. Tốc độ dữ dằn luôn. Cây Phú Tân này cả nhà. Đó cây liền cốt ha, già mùa ha. Ừ. Duy có thể cầm hai cái lên chị. Nè, mà đây là cây siêu nụ ha cô chú anh chị. Đây là cây Phú Tân ha. To Rồi. Cả nhà. Cũng đồng giá là 150 cây. Cái này chiều cao được cỡ 40 45 ăn lên á, nói trước cỡ 45 50 không mà cả nhà, để ừ. em đo cho. Đo thử cái gì. Nói chung là cũng có cọng dây sẵn ở đây nè cô chú anh chị. Cây cây này là nó cao tới 55 nè cả nhà. Cây bên đây cũng vậy luôn cô chú anh chị, 60 hơn luôn, mình lấy tầm tung khoảng 45 nha cô chú anh chị. Rồi. Một cây gửi hai cây bao nha. Dạ đúng rồi. Có một cây lụng vậy chắc cũng cỡ 45 nè, nhưng mà củ đế đẹp nha cả nhà. Củ đế nở hết trơn cái ha. này gì vậy? Cái này là giảo siêu nụ á. Ờ rồi. Rồi nụ nhóc hết trơn luôn. Nó đặt kẹo nụ tàn kẹo của chú luôn hết, nha cả nhà. tròn do Đó. ha. Siêu nụ thỏ hương nè cô chú, nhìn cái tàn đó, Phú Tân hay cái tàn cưng ghê Đó, trời, nó Phú tròn Tân rồi do cái rồi cả. tàn nè. Cái Hết biết tàn cái cây thì chứ. Nè. Nè, vậy chỉ có 150 thôi cô chú anh chị. Vậy không mua mua gì nữa ha. Đúng nụ Phú Tân này chị Ngân, ghê chưa? Nè cô chú, lên khá Đó. là ổn nha cả nhà. Rồi, qua mã là qua cái mặt hàng tiếp theo. Rồi vô đây có cúc cam nè chị Ngân ơi. Rồi. Hàng hiếm luôn cô chú. Bữa hôm qua hôm kia đó, có cái mặt bông mà nó bị rụng tiêu ổn ghê luôn, bông Cây đẹp già dữ mùa liền dằn luôn. cốt ha, cây này cũng khá bự nha cả nhà. Cây này chiều cam lấy tầm tung khoảng 45 lấy lên đi, Rồi. đáng rộng thì có 40 45 lấy lên Cầm luôn lên chị Duyên ơi, cây này bự lắm nè. Cúc cam mà được như vậy là uy tín nha cả nhà. Đó. Cúc cam thì nói chung là ở dưới này thì nó sẽ có một hai cái lá chân bị trái như vậy nha cô chú anh chị, nhưng mà ở trên nè cả nhà. Nó cũng Ồ, khá ổn em cả nuôi nhà. như vậy cũng ổn lắm mà cả nhà, cũng hết sức mình nè cô chú anh chị. Tại cái loại nó vậy cô chú, đặc trưng ha. Dạ. Rồi cái này mình giao luôn sao nè. À, cái này là 250 một cây. Một cây em gửi hàng bao phí luôn ha. Rồi. À, lấy ăn gặp thì em bớt được chút đỉnh nữa nha. Rồi bớt chút đỉnh tiền phí ship cho cô chú anh Dạ. chị mà. Số lượng này mình cũng còn Vài chục ít cây nha, thì chị chứ Ngân không có không có nhiều không nhiều. cả nhà. Tại Nè. vì cúc cam nó cũng hiếm lắm cô chú anh chị. Không có phong lùn thì nó đều tàn hơn ha. Đây cả nhà. Hàng này già ba mùa hơn rồi đó chị Ngân. Đó cô Đó. chú anh chị mình Mà cái nhìn này ha. nuôi làm như nó cũng lâu lớn vậy Ngân ơi. Đúng rồi, cúc Nuôi cam lâu là lớn một cái dòng cực kỳ lâu lớn nha cả nhà. mà. Theo cô chú anh chị mình có chơi cúc cam mà đam mê cúc cam sưu tầm thì mình biết ha. Nó bị dướng gì? Nó Rồi cái giống này. cái gì? Này chú. Nó lùng lùng vậy chứ thấy cưng lắm cả nhà. Củ đấy nó cũng khá nha cả nhà. Đó, Cây nào cũng chắc có nịch củ đế cái cây chưa? luôn. Ok. Tới mặt hàng tiếp theo thôi. Rồi vào kế bên đây luôn đi. Trời ơi, Trời ơi cúc cái thọ bông kìa. hương này nói chung là nó có bông gió, mà bông gió chắc hôm qua hôm kia gì rồi. Ồ nó bự nè. Ủa. Ồ nó nhằn nghính luôn thấy cưng quá ha. Đây cô chú hàng thọ hương chơi Tết cả nhà. Phong này Cây phong tự nhiên nha. củ đế đẹp quá. Củ nở nha cô nhà, đa số củ nở nhiều. Đây nữa nè. Luôn cái tà. Giờ bán Phong nhiêu cây gì? à, này là 288 một cây. 28 cây. À, một cây em gửi hàng bao ship. Còn lấy gặp là 500 Ê, thì gửi cũng gửi. bớt nữa. Chơi lên cây thì coi cây. Nha. Đồ cái cây. Bự chảng luôn. Thọ hương Nó nha cả nhà. nói chung là em vô cái chậu nuôi á, nhiều khi em vô chậu 2,5 tấc, 2,2 tấc rồi, nói Lộn chung là xộn nha. lộn xộn em bơ, nhiều khi nó nặng quá bể không có nổi cả nhà. Trời ơi cái cây như vậy mình chỉ có 280 thôi hả Duyên? Dạ 280 Trời em ơi bao phí xứng luôn đáng đồng tiền thiệt chứ. Vậy mà không mua mua gì nữa cô chú anh chị, tại sao nó bự dữ nhiên. á. Bự nha, Cái này bự chiều thiệt à. cao cũng khoảng là 50 55 lấy lên đó cả nhà. Tán Rồi. rộng cũng có năm mấy 60 cả nhà mình ơi. Quá đẹp cô Cái chú này anh là chị. phơm tàn tự nhiên không mà bốc mỗi cây luôn nè cô chú anh chị. Nè. Cây Trời này phơm ơi, lùn nè, cỡ cưng 40 45 mà cái tàn. ghê. Ghê Hết chưa? biết cái tàn thiệt chứ. Đó. Đó, sưu tầm một cặp thôi cô chú anh chị mình Dạ, ơi, một không cặp có là còn ngại gì nữa trơn. em để chỉ có 500 thôi nha cô chú anh chị. Đẹp quá. Nói chung là số lượng này cô chú anh chị ơi, nè, bên vườn có cũng hàng này hàng đẹp nha cả nhà. Có cũng ít ít nè, cũng Vài muốn chục hết cây thôi hàng cả nha cô nha. chú anh chị. Ừ. Đó. Rồi, mình qua cái mặt hàng kế đến nha. Rồi mình qua bên đây luôn đi chị Ngân. Gần lại bên đây ha. Ừ, rồi tiếp tục luôn, mình lại đây luôn đi. Bên đây thì cũng như mỗi khi là em cũng có là được cái Phú này là Tân bự Phú Tân. Ừ, không? Phú Phú Tân Tân bự. bự già mùa. Ừ. Cái cốt ghép nó cũng bự nữa nè, cái gốc ghép nó bự nữa. Rồi, quay xoay bên kia đi coi cái. Tàn tròn do. Đó cô chú anh chị. Cái này nói chung là cái dạng này em không có sửa tàn cả nhà ơi, Rồi. em để phơm tàn tự nhiên không à. Nè. Đó. Cho cô chú anh chị mình thích á Cái thì gốc về mình lấy lại ha. cốt chà bá Quái luôn. nè, gốc hình thú cả nha. Nút nụ thì khỏi phải bàn ha, rất là nhiều nụ luôn á. Cái này mình giao luôn sao nè? Rồi cái này em giao luôn cả nhà mình 250 thôi, 250 hả? năm rồi. Này bán giấy hữu nghị quá ta. Này cô chú anh chị, cái mặt hoa Phú Tân này tàn rồi nha cả nhà, chứ thường là cái form nó đẹp lắm cả nhà. Cái này 250 một cây à, một Ừ. cây gửi hàng bao phí luôn.
Rồi một cây gãy một tí Nếu luôn. như mà lấy một cặp thì bớt được chút đỉnh nữa ha cả nhà. Rồi. Tới này luôn không? Cái Rồi. tới đến luôn à. Dài bên đây là em có giỏ đa phúc luôn. Rồi đa phúc. Đa phúc này thì hàng già mùa. Và cái gốc này nha. Cái này chắc cũng cỡ 4 mùa vậy hả? 4 mùa hơn rồi, Ừ. hơn 4 mùa đó, là nút nụ nè. Hôm nay cũng có khách hỏi đa phúc nhiều nha. Rồi. Dạ. Hôm nay Cái vườn này có nè của chú anh chị. hoành gốc này cỡ 90 đó nha, để Rồi em rồi đo thử thử coi. cho nó cỡ bao nhiêu thế cả nhà. Hàng Em hiếm thấy cũng luôn. to quá nè. Ừ, chín cô chú anh chị ơi. Coi cái cũ luôn. Cái cũ này nó tới 30 23 chứ, Chữ nó chút nhớ lộn. nha cả nhà. Rồi, Chiều cỡ này cao nha tầm cả. tung là 55. Tán rộng cỡ này như ta. 45 luôn đi. Đa Cây. phúc nè, như thế này là sao nè? Rồi cây này là 350 một cây. Ừ. Một cây gửi hàng bao phí. Còn cô Đa chú anh phúc. chị nào lấy một cặp là 650 ha. Rồi. Giỏ đa phúc nha cả nhà. Số lượng này em còn cũng ít ít thôi cả nhà ơi, không có nhiều, cũng Có vài vài chục cây cây thôi. ha. Dạ. Thấy chị thấy thì cũng còn ít Ừ. nè. Rồi còn cái này là cái gì? Còn này là lưa thưa như là cúc ghệ, cũng 350 một cây, nó vôm tàn nè. Bự ha. Mấy cây già Rồi. mùa của chú chị là cầm cái đó lên chị coi. Đó. Cái này là Tân Châu. Tân Châu ha, cúc Ừ. Tân Châu. Cúc Tân Châu. Cô chú mình hỏi mày cũng còn kiếm cúc Tân Châu nên là hỏi em nhiều á. Hàng Rồi. này gốc nhớt già mùa Gốc của chú nhớ ơi. cây này quái, cây này cũng chút đẹp ha. Dạ. Rồi. Cây như vậy thì nói chung là bên đây vườn em á là cũng còn cỡ cũng ít ít thôi cả nhà, Ừ. chục mười mấy cây mỗi loại hết cô chú anh chị. Rồi. Ồ cô chị Ngân nhìn nè chị Ngân. Cái nụ nè. Trời đất Ủa gì dữ ơi. à, mới thấy luôn á. Đây đây trang như là tiếng vua luôn cả nhà. Tự nhiên giờ em thấy cái này quá trời luôn nè, mà Gì nói chung là mỗi chỗ luôn chứ không phải chỗ đó không nữa. vậy? Cây này mua xứng đáng đồng tiền cũng trời. 350 cây hết cô chú anh chị. Rồi, Rồi. 350. 350 thì em nhắc lại luôn ha. Em có cúc ngại, Tân Châu, Đa Phúc. Quên đó, đây còn đọt xanh đó chị Ngân ơi. Cúc đọt xanh hả? Cúc đọt xanh có luôn nha. Rồi hàng này hiếm nè. Hàng này Hàng hiếm hơn mấy này hàng khác ạ. gốc nhớt ha. Ừ. Cũng chỉnh sửa tàn à, cao khoảng 55 60, tán rộng cỡ 50 ha. Rồi. Rồi 350 một cây, một cây gửi hàng, hai cây thì 650. Một cây gửi hàng bao phí chứ. Ừ. Hai cây là em sẽ lấy là 650 thôi ha cả nhà. Rồi. Bớt được chút đỉnh tiền phí nha. Cô chú Rồi. anh chị tham Bây khảo giờ nha. là em sẽ qua cái mã số ha cả nhà ơi. Rồi. Bây giờ mình vào mã số nha cả nhà. Dạ, thì em cũng nói tiếp cái clip trước luôn ha cô chú anh chị. Hôm Rồi. nay là em sẽ lấy mã 23C nha cả nhà. Clip trước Ok. là 22 ha. Rồi, Rồi. bây giờ là em sẽ lấy mã 23 nha cô chú anh chị. Bình lợi hay gì? Dạ, bình lợi chị Ngân. Cây này em ghép cũng được khá khá mắc bo ha. Đây cả Cũng nhà. được như để coi 4 4 mắc bo hả ta? 4 5 mắc gì cả nhà ơi, nhưng mà nó rất là dây cành đầy đủ hết trơn ha. Sữa tàn rồi nha cả nhà, vô Dạ. dây rồi cho mình luôn của chú anh chị. Cây này có củ đế nha chị ơi, cây Ừ. này cũng ok lắm nè. Rồi đâu không số anh chị nha. Rồi. Ồ, hoành gốc này cũng dữ rồi ta, gì tới 19 dữ chị ơi. Thôi Đây. lấy 18 thôi nha. Ừ, 18 18 hoành ha, cây này đi. lùng lùng mà củ đế cũng được nè cả nhà. Dạ. Cây này là cái củ 30 ha. Đây là cái cũ hết của chú anh chị. Cao là 68 lấy 65. Ừ. Tán rộng 70 lấy 65 luôn đi. Rồi. Nói chung là phôm tàn là đều hết nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình là 850, em bao ship cho mã 23C nha cả nhà. Rồi 23C một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị ha. Thì ở nằm trong cái khoảng giá tầm trung của chú anh chị, cây cũng rất là vừa chơi ha. Cô chú anh chị mình tham khảo giúp em mã này ạ. À. Mã tiếp theo Duyên ha. Dạ mã 24C cô chú anh chị ơi. Rồi cái tàn tròn Rồi, thôi nè. coi nụ kim nó lên nè chị ơi. À đây Nó ha cũng cô chú anh xỉa chị. dữ dằn luôn á. Đây là đã lên bắt đầu lên nụ kim nha cô chú anh chị mình Dạ. ơi. Tàn tròn luôn nè. Ở đây lá nhiều quá nên phải xỉa dạch lá lên mới thấy được nụ nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì nói chung cái phôm mai tàn thì nó cũng không có gì xuất sắc cả nhà, nhưng mà bù lại được cái phôm tàn ha. Cái này hoành gốc 16 chị ơi, 16 Tốt hơn mập cô chú tàn đẹp nha. á. Ừ. Cao là 66 nè. Rồi. Tán rộng là 76 lấy 70 luôn. Ừ. Cây này phôm tàn đẹp nha cô chú anh chị. Sang dòng chị ha. Đó. Còn do nha cả nhà ơi, nhìn cũng cưng lắm của chú anh Cây chị. này đã lắm nha cô chú anh chị. Rồi Rồi. cây này để cả nhà mình 800 bao ship ha. 800 nha, cái này mà mình chịu khó mình đầu tư mình cái chậu nó cô chú ha. Cái này là Cưng em lắm cô chú. đi em bó bầu hết chị Ngân Ừ. ơi, em không có gửi chậu nha, Có tại vì thể chậu nuôi hãy gỡ lên chị được á. Dạ không? Ok, gỡ lên cạnh. được. Cứng nha. Cứng ghê của chú. Đây nè cô chú anh Chất chị. lượng nha cả nhà. Rồi quay cái tàn phía chị nè. Đó, hàng như thế này nha cả nhà, 800 bao ship của chú, Đó, cây cây này này quá đẹp cả 800 nhà. xứng đáng đồng tiền Xứng của chú đáng anh luôn chị là mình cứng cái form nó tròn cái mặt bàn với Duyên ha. Cưng ghê cả rồi. nhà ơi, hàng tầm trung giá vừa chơi của chú anh chị. Tới tiếp theo luôn. Dạ mã này là mã 20 la 25C nha cô chú. Cái tàn nha cô chú, đặc biệt cái lô này là cái form tàn nó rất đẹp cả nhà. Nè. Toàn tàn toàn dình luôn á. À, Cái đặc này nói tẹo à. chung là chỉnh sửa hết rồi cho cô chú anh chị mình về thì chỉ cần là mình thay chậu đẹp mình chơi thôi cả nhà. Nốt nụ thì nó có lên nhưng có chút nụ kim lên nè, Nè lên ở trên cũng đây nhiều nhiều cả lắm nhà. nè chị Ngân.
Nó chưa có no không thôi, nhưng mà rất là nhiều nụ luôn á cả Cái nhà. này nó cũng vừa chứ nha. Tại vì mình còn mấy tháng nữa mới Tết ha. Ừ, cái Đây là này cũng là đẹp. về vô phân cái là mau lắm chị con ơi. Rồi. Nói chung là không có nụ thì sợ, chứ nụ kim gì thì khỏi sợ nha Gốc cả này nhà. nó già cây vô cùng cả nhà. Mình gốc đây là nhiêu, 17 cô chú anh chị, Ừ, đo cây sát đế thì hình chắc thú. đúng là 17 cả nhà. Cái tổng đế này là 29, cao là 75, tán rộng là 70 luôn nha cả nhà. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 900k, em bao ship tận nơi cho cô chú anh chị mình luôn ha. 900 ngàn cô chú, một cái siêu bông bình loại tầm Dạ. trung ha. Trời ơi, cái này nói Cứng chung là ngắc nó luôn. thần chậu hết rồi cô chú anh chị ơi. Đây, nặng nha cả nhà. Là nặng Nó lắm cứng luôn. ngắc, nó cứng bầu ha cô chú anh chị. Cây quá ok luôn, nặng nha cô chú, bỏ xuống. Lần nụ nó lên dữ lắm Đậu luôn cả ok nhà. cô chú, ở dưới nụ lên nhiều rồi cả nhà. Dạ. Bao cây cô chú anh chị mình chơi Tết, mình có đừng đừng có sợ là Tết là không có bông chơi cô chú. Trời ơi, nút Vườn nụ đã dữ bao luôn. thì cô chú mình cứ yên tâm ha. Nó lên khủng khiếp như vậy luôn nè cả nhà, sợ gì nữa. Rồi ok ha cô chú anh chị, em qua mã nha. Mã số tiếp theo nha cô nha. Dạ, mã 26C chị Hân. Rồi Cái 26C. này, cái gốc đế này như mẹ ơi, mẹ cũng con rồi chị Hân ơi. Ôi chị mê cái nụ này nên chị đang gọi cái nụ ở trên ha, xong rồi chị xuống tới dưới nha cô chú anh chị. Ơi, nụ dữ lắm luôn á. Cây này Thấy vậy chứ ok nụ dữ dằn cả nhà. Đó, cưng nè. chưa? Đây. Đế cũng quái ha cả nhà. Đó. 1 2 3 thân ha. Rồi. Đây. Đó, cái thân chính này ha. Thân chính này là 15 nè. Cái tổng cái này là 29 cả nhà. Cái này là phơm tàn nó toàn dình hết trơn luôn cô chú anh chị. Cao là 62 lấy 60. Ngang là 72 lấy 70 luôn. Rồi. Đó. Cây đẹp nha cô chú anh chị. Cây này quá trời đẹp luôn cả nhà, phơm tàn đều hết trơn, nút Cây nụ này lên cưng kẹo hết nha. trơn cả nhà. Toàn giò cả nhà ơi. Và Rồi. đặc biệt cái đế nó quái nha cô chú chị Ừ. ha. Rồi báo giá chị nè. Rồi cái này em để cả nhà mình 900 luôn, Rồi, bao ship. 900 ngàn cô chú. Ừ. 900 là cây này cưng lắm nha cả nhà. Cây Mình này tranh thủ 900 ha. là ghé về luôn cô chú Đúng rồi, chị. cây này quái nữa Đó, ha. rồi. Ok cô chú anh chị ơi, em qua mã ạ. Mã số kế đến luôn ha. Dạ, 27C nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là dẻo siêu bông mình lợi phơm dáng trực tàn thông cả nhà. Cây này nhìn xa là mình thấy cái củ đế nó đẹp rồi cô chú anh chị nè. Đó, cây này củ đế Rất mướt là đều luôn cô chú anh chị ơi. mướt Hộ cái mắt hả chị củ nó ha. cưng Đó, vòng tàn nè. cũng ok quá ha. Đẹp. Đặc biệt cô chú anh chị à, lâu lâu cái mình thấy những cái cây nó tròn đều mà cái củ đế nó bàn ra đều nha cô chú. Có duyên lắm cả nhà. Và đặc biệt là nó bự như chỗ này nè, ở trên nó bắt đầu nó tóp tóp nhỏ nhỏ lại hay như giót ngọn cả nhà. Nó Rồi, cưng lắm cô chú. cây này đẹp nha cả Vàng nhà. nụ xuất sắc luôn cô chú nè. À, nút nụ này chứ, cái này là nụ to ha, Ừ, rồi dữ nụ dằn ok luôn nè. nè, ghê chưa. Cái nhánh này nó sẽ cho cô chú anh chị mình biết cái mặt hoa trước nè. Rồi nó có một cái bông nó sắp nở luôn cô chú Đó, anh chị, nó cực bên kỳ đây nè bự chị luôn Hân. á. Nè. Cái nó cỡ ngón út mình cho gì? Nè con Rồi, tay vô. bự bự rồi chị Hân ơi. Nè. Nè, nó quá 10 ok cả chẻ nhà. Rồi, tao không số gì. ha. Rồi, em đo trên đây nha. Em đo trên đây là hoành 21 cô chú anh chị. Rồi cái củ dưới Nhưng nè. mà ở dưới này nó tới là 27 cả nhà. Rồi, cái đế bàn đẹp nha cả nhà. Ừ, Nè, cái đế đều đều luôn. hết trơn luôn Cái đế có gì? á. Ừ. Cây này là cao 85. Rồi. Tán rộng là 73. Ừ. Cây này thì phơm tàn thì nhức nắp này cô chú anh chị, khỏi Đẹp. phải sợ ha. Đó, cây này về mình vô cái chậu đẹp cái là mình đôn đế lên là mình chơi Tết ngon thôi cả nhà. Rồi. Rồi cây 27C này bình lợi em giao lưu cả nhà mình là chỉ 1,2 triệu thôi, bao ship ha. 1.200.000 cô chú. Dạ. Cây rất là đẹp nha cả nhà. Nè cô chú mình coi cái bệ đế nè. Rất là cưng ha, cái hàng này mình nuôi Trời tương lai cũng được nha ơi, cô mà chú anh cái chị. này cô chú anh chị mình thấy cái này là đủ vốn rồi cả nhà. Cái củ nó Trời đẹp lắm cả ơi, nha. củ đẹp. Củ khéo à. Nè, Cây nó này nhức đều, mắt. quan trọng nó đều ha. Nếu mà cô chú anh chị mình chơi xong mình trồng đất, nó là cây tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Rồi em qua mã nha. Tiếp theo ha cả nhà. Dạ, kế tiếp là mã 28C luôn nha cô chú anh chị. Thôi, Ơi chị cái Ngân cây. thấy gì chưa? Đây, ghê chưa? Mấy cái nụ này là mai mốt nó lên bông bự dữ dằn cả nhà ơi. Nhìn thấy phiền ha. Đặc biệt là xương cành cứng hết trơn, tàn đều luôn nha cả nhà. Nó nghe là nhổ cây này cho chị coi cái nhổ lên mình để dưới dưới nha. À, cho thấy cái À, nè. củ. Nó cái rễ nó ra nè cô chú anh chị, nó vàng thật mà nó ra trắng tươi luôn ha. Cây này cái củ đẹp lắm cả nhà, nó nở củ mà ở trên thấy cưng lắm cô chú anh chị, nên là mới kêu duyên nhổ lên nè cho cô chú anh chị Phơm tàn coi đều hết trơn luôn, cây này là em ép chậu 3 tấc cái chứ lọt lòng. Chứ theo mà cây này là vô cỡ chậu 4 tấc rưỡi cho cả nhà nhìn hơn. nè. Cây Cây này này bự. thì cái đọt nó nhỏ xíu mà cả nhà, cái củ nó bự mà nhìn thấy cưng lắm cô chú anh chị. Nó phơm tàn cũng ok lắm Lồng lực nha. đều ghê luôn. Thấy vậy chứ nhỏ nhỏ chứ có giỏi nha cô chú anh chị. Về gỡ mấy cái bo xanh xanh ra của chú nó đẹp ha. À, cái này là hoành gốc này 20 nè. 20 hoành. À, 20 là khúc trên ha, rồi em Ừ. đo cái khúc dưới luôn. Cái gì mà về đây? Thử thử. Cái khúc dưới nó tới 30 dữ à? 30 nha. Ủa? Rồi, tại vì nó nở của đó gì, nó đẹp á. Nè, ở trên nút nụ đều tàn tròn do cưng cả Cao là 73 lấy 70. nha. Rồi.
tán rộng là 83 đến 80 luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Trời ơi, cái cây này cô chú anh chị quan Tại tàn nha. do cái cưng Ờ, cả còn nhà. nút nụ này chị ăn thấy ghê chưa? Nè, nhìn ở bên dưới chỗ Đó. cây rất là đẹp nha cả nhà, rất là đều cây, phơm tàn rất là ok luôn. Rồi, cây này em giao lưu cả nhà mình 950 em bao ship nha. Rồi 950 cho một cái cây này gọi là xuất sắc luôn cô chú anh chị, cưng lắm cả nhà. Cây này đã nha. Vừa chơi lắm cô chú, mà đặc biệt là dáng trực nữa ha. Dạ. Cũng nở cưng lắm cả nhà. Rồi cái đến như đây. Dạ, à, mã 29C luôn nha chị Ngân. À, nó Ờ, khổ cái quá vàng nút trời nụ à. phê ha. À, đặc biệt là cái cây này cô chú anh chị, nó cái cốt nó rất là to nha cả nhà, to rất là to luôn, Dáng trực nha chị Ngân, dáng dáng trực trực. tàn cũng ổn lắm nha. Ờ, tàn đẹp. Trời ơi, đã gì đâu luôn á chị Ngân. Nè cô chú, em thích những cái cây mà tàn nó trực nó thẳng như thế này nè cô chú anh chị, rất là phải thế cây nha. Rồi đâu không số như này. À, mà giá cũng tầm trung vừa chơi cho cô chú anh chị mình cũng dễ sưu tầm. Nói chung là cái này gốc to nha cả nhà. À, cái này em đo trên đây á, là 20 nè. Nhưng mà đo cái khúc dưới này cái nữa nha. Đo khúc dưới này là 22. Rồi. Còn tuốt ở dưới dưới này nữa là nó tới 28 luôn cả nhà. Cây đẹp của chú anh chị ơi. Cao là 84 lấy 80. Ngang là 79 lấy 75. Rồi. Cây này xuất sắc luôn cả nhà. Rồi cây này mã 20 29C. Giao lưu cả nhà mình là 1 triệu mốt em bao phí vận chuyển tận nơi ha. Triệu mốt cây này chứ nó ngoài nó bự nha cả nhà. Rồi cây Nhiều này. khi em quay nó thu nhỏ lại cái Trời chỗ cái nó ơi. bự. Có là nặng Ô. lắm cả nhà. Nè, cái tàn quá đẹp của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình thấy ha. Ừ. Cây đẹp lắm nha cả nhà ơi. Rồi, ok ha cả Cây này nhà. xuất sắc nè. Tiếp theo luôn ha. Rồi cây này mã 30C. Rồi, 30C. Cũng là siêu bông mình lại luôn nha cô chú. Những cái cây này thì phong trực đế cũng khá không mà cô chú anh chị ha. Nó giá tiền thì nó vừa chơi nha cô chú anh chị. Cây này đẹp nha cả nhà. Nút nụ rồi. Có nút nụ hết cả nhà ơi. Cái Phong này tàn cũng ổn nữa ha. nè, không phải là nó bị gì, hôm qua hôm kia em coi á là có cái tược gừng á, cái em bẻ sao cái em ngắt nó vậy luôn á, chứ nó không phải là bị gì cả Thì nhà. gọt lại ha. Gọt cũng ra mằn mò mà cái dạng mà thích đó chị Ngân, ra mằn mò ham cái tược gừng cái bẻ nó bị gọt lại. Cái này là hoành gốc 20 hơn lấy 20. Rồi. Ở dưới này cho nó to hơn là đo sơ sơ chứ cũng nói lên tất cả đâu cả nhà. 32 lấy 30. Nói chung là cây này cũng đẹp hết chưa? Nó cao Ok mà nó cái ha. phong tàn nó cũng ổn cả nhà. Trời ơi cây Có này nút nụ cao ha. 99. Chín Ủa chín cao ha. 99 dữ vậy thôi ta. Thì Em gần đo mét lại à, cái nữa gần ai. mét à. Đúng rồi, 99 cả nhà ơi. Gần mét của chú anh chị. Số đẹp luôn. Sáng rộng là 84 lấy 80. Rồi. Cây này là 1 triệu 2 em bao ship nha. 1,2 triệu cho cây này Dạ. nha cô chú, phong tàn cao chú anh chị ơi. Cây Siêu này bông mình lại cả nhà ơi. cũng đẹp lắm nha cả nhà. Rồi. Mã số cái đến luôn ạ. Dạ mã 31C hay gì cả nhà. Ừ, đúng rồi, 31C của chú anh 31 xe. chị ơi. Cũng là bình lợi luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Cây này thì form cũng ok nha cả nhà. À, cái này là em cũng nói luôn là cái này là ngay chỗ này á, nó không phải là bị vấn đề gì cô chú anh chị. Nhà tại vì em đóng cái bo vô đây cái nó rớt cái bo cả nhà. Ừ. Cái em cạo ra luôn. Chứ không có vấn đề gì nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây này để giá mềm mềm cho cô chú anh chị mình về sưu tầm luôn nè. Ừ. Chỗ đó thì nhìn nó mất thẩm mỹ một chút thôi cả Dạ. nhà, chứ cây nó vẫn khỏe bình Chứ thường cây ha. bình thường chứ không có vấn đề gì nha cô chú anh chị. Thì Rồi. cũng nói luôn cho cô chú anh chị mình thấy là rõ ha, để nhiều khi mình nhận cây về mình thấy cái mình cả nhà mình la em nữa. Rồi này là ở trên là 19. Rồi. Ở dưới này nó tới 26 luôn nha. Cao là 95. Rồi. Mình có thể mình lấy 90 vẫn được. Rồi tán rộng là 78 lấy 75 luôn. Rồi, giao bao nhiêu nè? Rồi, cái này để cả nhà mình 1 triệu bao 1 ship. triệu hả cô chú anh chị? Siêu bông bình lợi cả nhà ơi. Đó, tầm giá vừa chơi hết cả Nè nhà. cô chú nè chị ơi. Trời ơi cái vàng nút nụ. Em nói cái vàng nút nụ nó ống a ống ánh luôn. Nụ ổn cả nhà. Nói chung là hàng này thì cô chú anh chị mình chơi Tết thoải mái nha. Thì nó có nụ lớn, có nụ nhỏ, có cô chú anh chị ơi. Nó cũng sẽ ra một số cái hoa gió nha cả nhà. Dạ. Nhưng là hoa gió chỉ là hoa gió thôi. Còn cái vàng nút nụ để chơi Tết thì cũng còn nhiều nha cả nhà. Ừ. Mã số 33C cả nhà. 32C. Bờ 32C. Cũng muốn thêm mã nữa Rồi, 32C là một cây giảo như ý nha cô chú anh chị. ha. Rồi. Hàng hình chiếc lá lên đó nha cô chú anh chị. Chiếc lá mùa Chiếc thu. lá lên nha cô chú anh chị. Nè cô chú, nút nụ nè. Rồi, cái này là nút nụ là bao cho cô chú anh chị mình chơi Tết luôn nha cả nha. Để chị chỉ vô cái dàn nụ như gì ha. Cô chú anh Ờ, chị dữ dàn dằn luôn nụ á chị ơi. nè. Cây như ý Ok này ha. là nói chung là cái về phần nút nụ là khỏi phải bàn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Được cái cũng đều tàn ha, chỉnh sửa hết rồi.
Cây này thì nói chung là cái giá nó hơi cứng cứng một chút xíu ha cô chú anh chị, nếu như mà cả nhà mình yêu thích sưu tầm thì cũng ok ha. Phơm nhắn mai cả nhà. Dạ form này nói chung là cũng đẹp lắm nha cả nhà. À, cái này em ghép cũng khá lâu rồi cô chú anh chị, cũng 8 9 tháng rồi cả nhà ơi. Phơm này nó bay bay cả nhà ơi, nó lạ lạ nè. Nè chị ngon, cái nút nụ gì mà cái hàng già mùa nụ quá trời nụ luôn rồi chị ngon. Nè nụ ha cô chú anh, dạ, cô chú mình coi ha. Như ý thì là bao chuẩn giống cho cả nhà mình luôn. Thì cây này em đoán thì ghép chắc cũng cỡ 8 9 tháng ha Duyên ha. Dạ đúng rồi, Nè 8 cái 9 cốt tháng nè. á. Nào Quá rồi, ok cả nhà. nụ nói chung là vàng nút nụ này là Ổn. ngon, Ừ. rành. Rồi, đo thì thông số gì Quá nha. trời cái vàng nút nụ này nha cô chú anh chị. Rồi cái hoành gốc đây là 22 ha. Đi hai hoài. Nó còn củ đế nữa hết cả nhà. Rồi mình tính sơ sơ vậy đi hát cô chú anh chị. Lợp tàn thì em thấy cũng được cả nhà. Cái chiều bay này là 105. Cái tán rộng này là 84 lấy 80 luôn. Rồi. 105 lấy 100 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái chiều cao để em đo ở dưới lên luôn. Ở dưới lên là 55 á cả nhà. Lên là đo ngay chỗ này. Còn nếu đo cái khúc dưới này thì nó thấp hơn nha, cỡ 45 44 mà cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình là 2 triệu mốt, em bao ship tận nơi cho cô chú anh chị mình ha. Đi Dạ. tặng chậu luôn nha cả nhà. Rồi đi luôn chậu ha cả nhà. Dạ. Cây này 2 triệu mốt. À, cái cây này thì nở hoa chùm cô chú anh chị. Khi Dạ. Tết nó ra hoa chùm là nó sẽ chùm chùm chùm, nó phân bố đều hết theo cái form này thì em thấy nó cũng khá là duyên dáng nha cả nhà. Ừ. Đó cô chú anh chị mình tham khảo giùm em ha. Rồi chắc mình chào khán giả luôn Duyên ơi. À, dạ em còn một mã nữa hay chị ạ? Một Còn mã một nữa hả? mã nữa, dạ đúng rồi. Rồi rồi rồi. Siêu phẩm bên vườn của Linh Dạ, Duyên ngày hôm nay thì cả hôm nhà. nay là cái mã cuối clip cũng là mã 33C luôn nha cô chú anh chị. Rồi. 33C là một Cây cây cúc bình mâm xôi. lợi nha cô chú anh chị, bình lợi nái nha Ôi chứ phải cây cúc cả mâm nhà. Cái này bình lợi nha Ngân ơi. xôi À, nói chung là hổng gài á, khách cứ vô là cứ me me cây này không, mà hỏi cây này cây gì em nói cây mai tàn nữa, trời ơi nó mai tàn gì dữ cái à. cây này Cái này nó đẹp thiệt Duyên ơi. thật sự là bình lợi nha cô chú anh chị. Đây em đang đứng từ trên cao em quay xuống nha cả nhà, cây quá đẹp rồi. Phải nói cái phân tàn của nó là em kiếm không có ra cây thứ hai nha cô chú anh chị. Phong tàn dữ dằn luôn ha, Thiệt cây này luôn á. nói chung là quyết nha Và cả đặc nhà. biệt là theo chia sẻ của Duyên cô chú thì cây này là cái cây dạng là lấy bo từ cây mẹ về ghép nha cô chú anh chị, Dạ. nên mình cứ yên tâm về chất lượng giống nha. Rồi bây giờ thì em sẽ phi xuống cả nhà. Em phi xuống nha cô chú anh chị mình. Quy xuống Rồi. cho cô chú anh chị mình xem được cái cúc ghép đồ ha chị Nốt ngon, nụ và nụ cái lộ đồ phơm dữ lắm tàn luôn. ha. Ừ. Phải nói là cái nụ nó đẹp cả nhà. Cái này mà tối chút xíu nữa là nụ nó nổi sáng giới ra luôn cả nhà. Ô nè cô chú. Khủng khiếp nha cả nhà. Nói chung là cái cây này cô chú anh chị mình mua về mình sưu tầm Tết một cái rồi cô chú anh chị mình tưởng tượng, mình không có tưởng tượng ra nổi là nó giống như là một cái thảm hoa tưởng hoa giả không cô chú anh chị. Cây này mà Tết để trong nhà một cái gì Ngân biết gì không? Trời ơi, nó vàng hực nguyên cái nhà luôn, mà nó thơm Thơm chịu nức gì mũi nổi. luôn. Bởi nó thơm chịu gì nổi chị Ngân. Đây cô chú anh chị mình ha. Thì bây giờ là em sẽ cho cả nhà mình xem cái cốt ghép nha. Sao Vì coi cái được? cây này nó quá đặc biệt cô chú anh Sao chị cái ơi, nên là tụi em sẽ nói hơi nhiều và nó hơi lâu chút xíu nữa cả cái nha. cốt ghép này thấy ghê hồn Nó không? Cái cốt ghép này bữa hổm em đo hình như gần 10 á chị cỡ Ngân. con chân cái luôn cả nhà. Nè. Nó to dữ lắm cô chú anh chị. Đúng rồi, cái này là 9 rưỡi gần 10 chị Ngân ơi, cái Và cốt đặc ghép biệt là không cái á. hàng dốc ngọn cô chú anh chị ha. Nè Ừ. nó, cái ngọn nó là ở đây mà nó dốc nó gần kéo liền cái đầu ngọn luôn cô chú anh chị mình Ừ. ha. Còn còn mấy cái bo mà ghép cái khúc dưới này nè chị Ngân, là nó đã liền hết trơn luôn rồi, 100% là liền như vậy nè. Nè, cái này hồi đó là ghép tược cái chị Ngân, mà giờ Rồi. nó liền cốt hết trơn là qua đây nữa nè. Sao mà có được cái cây này nó rất là Đó, khéo nha cả nè nhà. thấy không? Cô chú anh chị mình coi ha. Em quay thật là Dạ dạ kỹ đây cho cô là chú anh bên chị này mình là nó coi. liền hết luôn ạ. À. Nhìn đâu có biết là ngay chỗ đó là mắc ghép đâu cả nhà. Nhìn ở trên nó đẹp dữ dằn luôn, mà ở dưới nó cũng khá là ok luôn cô chú anh chị. Đây, đây là cái hình thú dán 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 hình như ớt gì rồi nó bị dướng cái tàn á. Ôi, cái tàn nó bự nó bị dướng cả nha. Cái này giống như hình dán lông á cả nha. Rồi, rồi rồi quay nha chị quay nha. Rồi rồi Cái để này bị né dướng ra nha. chứ để rồi bị mệt cái đầu nè. Rồi ok nè. Đây cô chú anh chị cây đẹp quá trời ha. Đâu số cái gì? Mà được cái là cây này cũng thân lắc cũng cưng lắm nha cô chú anh chị, cây này không có lỗi luôn á cả nhà. Rồi vậy Cái này quay. làm như nó già quá nó lên nó này sần luôn hả chị Ngân. Ừ nó sần sùi nó lên nha me rồi gì ha. Ừ cái cây anh là xuất sắc cả nhà. Để em đo Quá cái đã này, luôn. đo ngay chỗ này là vị trí này là 22 nha cô chú anh chị. Rồi em thu nhỏ lại cả nhà, em thu nhỏ mức độ là 0,8 so với mức độ bình thường để cô chú anh chị mình coi một cách trọn vẹn nhất nha. À, cái tổng đế là 67 cả nhà ơi. Ngộ như là trú mưa được luôn cô chú. Bự lắm Đúng cái rồi, tàn cái này. này bự. Cao là 105. Do là tụi em đến với nhau là toàn là buổi chiều và tối cả nhà nên ánh sáng nó cũng hơi thiếu cô chú anh chị mình thông Cao là cảm nha. 105 nhưng mà cái chiều dài nè hết thước dây cả nhà mình ơi. Nè, đó nè, nghỉ qua phụ nè. Đây của chị Ngân bắt đầu là số 1 nha. Của Duyên thẳng qua mình gì? Thẳng qua nha chú. 150 mà nó còn chắc cả gan nữa. Rồi tính mét 6 cả nhà ơi.
tính mét rưỡi vẫn được. Nói chung là cây này bên vườn em thì chỉ có một thôi nha cô chú anh chị, chứ không cũng có không có hai cây đâu, cả nhà đừng Ba sợ cây này chỉ cần kiếm cây thứ hai cũng ha. là khó gì. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị. Nhiều à? Rồi nói chung là Tính nó mét qua đây thì rưỡi cũng cỡ luôn. mét ba đi, mét Mét ba lấy ba mét hả? Tại là đo trong đó chứ nếu mà cũng đo ngoài này chính giữa này mới đúng là cũng cỡ mét rưỡi nha. nào, đây Để, ngang đây hả, không ngang đây nè, ngang chính giữa này đi. ngang này kéo không có tới, Thì đó có thì nó mình cỡ em mét bên đây đâu rưỡi. có đo được đâu, thì Thì nói tính mét chung là rưỡi cũng cỡ à. cỡ đó đi cả nhà đó, Rồi cỡ vậy đó cô đi chú anh nha. chị, cỡ đó đi. Rồi xoay vòng giùm chị nè. Nãy mình đo thông số ở dưới à. Trời Mày ơi nói cái tàn. Nó đẹp cô chú anh chị mình ơi. Xoay giùm chị vài vòng luôn nhiên. Coi lại cái vàng nút nụ của chú nãy ha. Cũng nôm thiệt là đều luôn cô chú anh chị, quá đẹp cây này. Thay chậu cái nữa nó hết bài. Cái này cô chú anh chị mình có thể về mình thay giùm em cái chậu vuông cả nha. Chậu vuông thì nó phải thế hơn cô chú anh chị. Cho cái cây nó nằm dài ra mình thấy hình dáng thú quá cô chú anh chị ơi. cây này là về bỏ vô cái chậu cái nó là ngon luôn á cả nhà. Rồi bây giờ mình báo giá luôn hay gì ha. Dạ cây này em để cả nhà mình 5 triệu thôi, em bao ship luôn, 5 triệu. 5 triệu là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị Xứng mình đáng luôn. đồng tiền mất gạo luôn cô chú anh chị. Cây này là 5 triệu là ghé ghê luôn cô chú anh Cái chị. không gian nhà cô chú anh chị không biết sao, nếu mà không gian nhà có thì mình chọn cái cây này mình chơi Tết là xứng đáng lắm cô chú anh chị ơi. Tất cả luôn ha. Thứ nhất là cây chuẩn giống mà hàng đời đầu nữa ha. Thứ hai là cây phơm tàn đẹp củ lấy đẹp nè. Nút nụ phải nói là nó xịn sò luôn cô chú anh chị ha. Mình còn chờ gì nữa cả nhà mình ơi. Dạ cái cây này thì ở trong miền Nam mình thì em sẽ chắc ghép xe cả nhà, còn mấy thì gần gần thì em sẽ giao xe luôn ha, còn nếu như mà miền ngoài thì em sẽ đóng kiện gỗ ha cô chú anh chị, nhưng mà em cũng nói luôn là khi em đóng kiện gỗ thì em sẽ ốp cái tàn lại một chút xíu ha cả nhà, đó đặng em vô cái kiện gỗ cho nó vừa ha, rồi về thì cô chú anh chị mình cứ bẻ ra bình thường ha, tại vì cây này em đã vô dây hết cho cô chú anh chị mình luôn rồi ha. Rồi. Rồi cây này mã 33C cũng là mã cuối clip của em ha. Thì cảm ơn cả nhà mình xem clip thì coi được ủng hộ giùm vườn mai nhà em ha. Em cảm ơn cả nhà mình ạ. Rồi, em xin chào tạm biệt cô chú anh chị và em hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo của em luôn nha.